Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 5 giờ chiều, tức là 17 giờ của ngày 20 tháng 3 năm 2022. Vụ việc Nghi Sơn đang rất nóng, những người đổ xăng thì đang phải trả giá rất là đắt. Nguyên nhân giá xăng tăng giá thì bao gồm có nhiều lý do chứ không chỉ là nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Nhưng đến lúc như thế này thì chúng ta mới thấy được rằng là cái tình trạng mất an ninh năng lượng là như thế nào, và tình trạng tự chủ xăng dầu là như thế nào, và đặc biệt là nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Tôi xin thưa với các bác rằng không phải lần đầu tiên được nói, mà những chuyên gia và những người có trách nhiệm và họ thấy rằng là mình phải có trách nhiệm với cái dự án lớn tầm bậc nhất quốc gia này, thì họ cũng đã nói từ những cái năm 2011, 12, 13, 14, 15, 16, ròng rã nhiều năm, nhưng rồi tất cả đều chìm vào quên lãng hết. Và cho tới năm 2020 thì bắt đầu được dấy lên khi mà đại biểu của Đà Nẵng trong nghị trường quốc hội trong cái khóa cuối cùng của mình đã phát biểu vô cùng mạnh mẽ, nhưng với một cái giọng có thể nói rằng là rất kỳ lạ. Nhiều người thì đã biết đến cái bài phát biểu này thông qua kênh Trang Trang TV. Rất cảm ơn với các bác mọi người đã quan tâm. Nhưng mà tôi xin chia sẻ câu chuyện như thế để thấy rằng là không phải là nó không được nhắc tới, mà nên nhắc tới, nhưng mà bởi vì dư luận vẫn đang gọi rằng là chưa thấm được cái chỗ đó. Bởi vì giá xăng đợt đấy thì Việt Nam mình cũng xem rồi là nhiều lý do lắm, cho nên không được tạo sự chú ý của mọi người. Cho nên là mọi người mà để lại bình luận hay là comment thì góp phần lan tỏa cái điều này ra, để những cái tiếng nói chân chính về cái dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn này lan tỏa nhiều hơn nữa, để mọi người biết nhiều hơn nữa, và để rồi chúng ta cũng tự đặt cái câu hỏi ai là người chịu trách nhiệm. Nó phải có địa chỉ chứ, đúng không ạ? Nó phải có địa chỉ chứ. Và ngay cả những người trong ban quản lý của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn làm như thế nào, vân vân và mây mây, nhiều lắm. Vậy thì xét về cả những cái yếu tố mục tiêu về an ninh năng lượng thì rõ ràng là hình như là không được đạt được. Vậy thì khi đã không đạt được những mục tiêu thì chúng ta cũng tự hỏi rằng là cái sứ mệnh của nó, cái sự tồn tại của nó thì có cần thiết hay không cần thiết. Hôm nay thì tôi xin chia sẻ với các bác hai cái bài báo của bên báo VOV mà các phóng viên đã viết từ năm 2021, từ năm ngoái rồi đấy. Thì chúng ta thử xem rằng là bài này như thế nào để mà có gì thú vị nhé. VOV thì có liền tù tì hai bài nha các bác. Bài đầu tiên là ngày 15 tháng 7 năm 2021, và bài thứ hai và bài ngày 16 tháng 7 năm 2021. Và có thể thấy rằng là tiền của người dân Việt Nam, tiền của dân tộc Việt Nam đang được chuyển sang nước ngoài thông qua một nhà máy lọc dầu. Và không biết có ai giàu không, nhưng tôi chắc rằng là bên Coes họ sẽ giàu và bên Nhật họ sẽ giàu. Còn PVN của chúng ta là như thế nào? Một góc nhìn khác và một thấy rằng là thiệt hại cho kinh tế nhà nước là như thế nào? Chúng ta nhìn qua bài này. Đầu tiên chúng ta đến bài đầu tiên là bài vào 12 giờ trưa ngày 16 tháng 7 năm 2021. Như các bác có thể nhìn ở trên này. Đó. Vào ngày 16 tháng 7 năm 2021. Lúc 12 giờ. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy ngang cái tầm mắt của tôi đó. Bài thì có tiêu đề rằng là lọc hóa dầu Nghi Sơn thì thua lỗ khủng, bài học đắt giá về kêu gọi đầu tư và đảm bảo an ninh năng lượng thì không thể nào giao cho nhà đầu tư ngoại được. Bởi vì rõ ràng chúng ta không kiểm soát được việc điều hành. Vừa rồi PVN cũng báo cáo với cả chính phủ rằng là mình không được phép can thiệp vào đây, cho nên mình chỉ có thể ý kiến, gọi là có ý kiến kiến nghị thôi. Chứ còn quyền quyết định là vẫn thuộc về họ, những nhà đầu tư nước ngoài. Và tôi xin trích dẫn với các bác thế này. Thu hút đầu tư để có được nguồn lực từ bên ngoài cho phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, thu hút đầu tư bằng mọi giá, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh năng lượng quốc gia, thì sẽ để lại những cái hậu quả lớn, và dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn là một bài học. Và tiếp tục có những nhìn nhận về dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn đã phản ánh theo bài viết vụ việc gây thiệt hại kinh tế cho quốc gia lớn nhất từ trước tới nay là bài này. Nhưng các bác, thì là bài này, đó. Thế cho nên là tôi sẽ đọc bài này trước, là bài 15 tháng 7, và chúng ta sẽ chuyển sang bài 16 tháng 7 sau.
Trở lại nha các bác nhé. Đây, dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn được xem là động lực của cả khu kinh tế Nghi Sơn và đang được trợ giá, bù giá hàng chục nghìn tỷ đồng. Hiệu quả về thu hút đầu tư thì có bù đắp được những cái ưu đãi bỏ ra hay không? Đó là bài toán thuần về kinh tế. Chúng ta thu được từ này thì liệu rằng so với bình thường là lỗ hay là lãi? Thời điểm năm 2018 thì lọc hóa dầu Nghi Sơn thì được cho là hiện thực hóa kỳ vọng trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế của cả nước. Với tổng số vốn đầu tư là gần 9,3 tỷ đô la Mỹ, liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn là dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam. Công suất giai đoạn 1 thì là 200.000 thùng dầu thô một ngày, tương đương với 10 triệu tấn dầu thô một năm. Thế nhưng thực tế đã không như dự toán và kỳ vọng của những người thực hiện dự án này, khi đây là cái dự án càng làm càng lỗ, làm nhiều lỗ nhiều, làm ít thì lỗ ít, và chắc không làm thì không lỗ. VOV thì có một loạt bài về như thế này thì sẽ làm rõ những cái hệ lụy của, đã có hai cái bài về như thế nào. VOV.vn thì sẽ có loạt bài với hai nhãn đề: lọc hóa dầu Nghi Sơn thua lỗ khủng, bài học đắt giá về đầu tư, thì sẽ làm rõ những hệ lụy về cái kêu gọi đầu tư bằng mọi giá khiến cho hiệu quả như thế này. Và đây là bài 1. Bài 1 với cái tiêu đề rất khủng, đó là vụ việc kinh tế như là thiệt hại về kinh tế cho quốc gia lớn nhất từ trước tới nay. Dù được nhìn nhận là siêu ưu đãi, nhưng sau 3 năm đi vào hoạt động thì mức lỗ của lọc dầu hóa dầu Nghi Sơn, thì gọi là dầu Nghi Sơn đi, thì tổng cộng đã lên tới 61.200 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu thì âm 11.000 tỷ đồng. Doanh thu năm 2019 của đơn vị thì đạt 86.675 tỷ đồng, thì năm 2020 chỉ còn là 74.848 tỷ đồng. Và từ sự phát triển khu kinh tế trọng điểm, và đây là lý do để mà Nghi Sơn được chấp nhận đây. Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa thì được chính phủ xác định là một trong 8 nhóm khu kinh tế ven biển trọng điểm ưu tiên đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020. Tới nay thì khu kinh tế này đã và đang thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư. Sự phát triển của khu kinh tế lớn nhất tỉnh Thanh Hóa thì đã làm thay ra đổi thịt vùng đất này, đem lại động lực phát triển cho kinh tế của cả tỉnh Thanh Hóa. Các doanh nghiệp có vốn 100% nước ngoài cũng đã đánh giá là khu kinh tế Nghi Sơn là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa thì hỗ trợ rất nhiều những cái thủ tục hành chính, một số cái dự án đã thực hiện nhanh, là nhanh hơn 12 tháng so với cam kết. Ông Dong Si Leng là giám đốc điều hành nhà máy Notalix thì cho biết trong quá trình khảo sát đầu tư thì doanh nghiệp đã tìm hiểu nhiều nơi và thấy ở khu kinh tế Nghi Sơn có những cái vị trí lý tưởng, được sự ủng hộ nhiệt tình, địa điểm, chiến lược, có cảng nước sâu, có sân bay, cao tốc Bắc Nam, triển khai gặp vướng mắc về mặt bằng thì cũng được địa phương tạo điều kiện nhanh chóng và hiệu quả. Sự phát triển của khu kinh tế Nghi Sơn thì cũng tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương. Anh Hoàng Văn Việt ở xã Hải Bình, thị xã Nghi Sơn để chia sẻ, từ ngày có khu kinh tế Nghi Sơn thì thị xã đã phát triển, riêng bản thân tôi, gia đình cơ hội về làm ăn làm việc tại quê hương. Ngày xưa thì công việc ít, thường phải đi làm ở xa, giờ thì có nhiều việc làm và không cần phải đi làm ăn xa nữa. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa thì khu kinh tế Nghi Sơn đi vào hoạt động thì đã tạo động lực to lớn cho tăng trưởng của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và cả khu vực Bắc Trung Bộ nói chung. Tới nay thì khu kinh tế Nghi Sơn thì có trên 200 dự án đầu tư trong nước và 19 dự án đầu tư nước ngoài. Trong giai đoạn 2016-2020 thì thu ngân sách đã đạt gần 52.000 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho 37.000 lao động. Và từng đó có đến được cái việc bù giá hàng chục nghìn tỷ đồng hay không? Thì chúng ta thử suy nghĩ. Bên cạnh sự thay ra đổi thịt của thị xã Nghi Sơn, sự phát triển của khu kinh tế Nghi Sơn thì dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, công trình trọng điểm quốc gia, trái tim của khu kinh tế Nghi Sơn thì lại đang được trợ giá, bù giá hàng chục nghìn tỷ đồng. Vấn đề đặt ra ở đây là hiệu quả về thu hút đầu tư thì có bù đắp được những ưu đãi đang bỏ ra đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tại kỳ họp Quốc hội thứ 10, Quốc hội thứ 14, đại biểu Quốc hội đã chỉ ra nhiều lỗ hổng, bất cập trong cam kết bảo lãnh của chính phủ, tức là GGU, đối với nhà đầu tư nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Và đây là nhà máy. Theo tính toán, sau khi bù trừ đi số tiền thuế, tiền phí, tiền thuế đất,
thì thu được từ dự án, thu nghĩa là cái số tiền này thu được từ dự án, thì số tiền mà quốc gia phải bỏ ra để trả thêm cho nhà đầu tư trong 10 năm bắt đầu từ nhà máy vận hành thương mại là 36.730 tỷ đồng nếu giá dầu là 50.000 đô la Mỹ một thùng, và sẽ là 47.870 tỷ đồng nếu giá dầu là 60 đô la một thùng, 64.580 tỷ đồng nếu giá dầu là 75 đô một thùng, và 88.100 tỷ đồng nếu giá dầu là 100 đô một thùng. Và các bác thử đoán xem rằng là bây giờ thì giá dầu là bao nhiêu? Càng giá dầu càng cao thì chúng ta phải bù càng nhiều. Càng nhiều nha các bác. Đó. Và trong đó tại thời điểm ký kết GGU thì đã phát sinh ba cái nội dung ưu đãi trái quy định. Tôi nhấn mạnh là từ trái quy định nhé. Đã phát sinh là ba cái nội dung ưu đãi trái quy định thì bao gồm là áp dụng thuế suất 10% thuế thu nhập doanh nghiệp trọn đời của dự án. Cán bộ công nhân viên làm việc trong khu kinh tế Nghi Sơn thì sẽ được giảm 50% nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân. Thì các bác có thể thấy rằng là 50% là mà ở đây á, trong nhiều nhân viên, nhiều lãnh đạo của khu kinh tế Nghi Sơn có những người nhận mức lương đến hàng triệu đô la. Tôi nhấn mạnh mức lương của họ là hàng triệu đô la. Trong bất cứ tình hình quan hệ cung cầu ra sao thì Việt Nam vẫn phải chịu trách nhiệm tiêu thụ 100% lượng xăng dầu do nhà máy sản xuất ra tại cổng nhà máy. Đây là ba cái nội dung trái quy định. Và với ba cam kết như trên thì đến nay chưa có cơ quan nào tính toán cụ thể số tiền thiệt hại thêm cho ngân sách quốc gia là bao nhiêu. Nhưng chắc chắn nó không phải là nhỏ. Nó phải là hàng nghìn tỷ đồng, thậm chí là hàng chục nghìn tỷ đồng. Cộng với số tiền phải thực hiện theo cam kết ưu đãi thuế nhập khẩu 3-5-7% nêu trên thì số tiền thiệt hại cho ngân sách quốc gia là rất lớn. Có phải đây là vụ việc gây thiệt hại cho kinh tế quốc gia lớn nhất từ trước đến nay hay không? Đó là đại biểu Quốc hội Trần Quang Triều đặt câu hỏi mà tôi đã chia sẻ rất nhiều trên kênh của mình. Đại biểu Trần Quang Triều. Và càng kinh doanh thì càng lỗ và càng âm vốn sụt sĩu. Trong 3 năm hoạt động từ năm 2018 đến năm 2020 thì nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã đưa vào vận hành thương mại. Mức lỗ của lọc hóa dầu Nghi Sơn thì đã tổng cộng lên tới 61.200 tỷ đồng. Cụ thể, năm đầu tiên đi vào hoạt động thương mại thì Nghi Sơn đã lỗ 10.412 tỷ đồng. Năm 2019 thì lỗ nâng lên thành 22.684 tỷ đồng. Năm 2020 thì số lỗ lên mức kỷ lục là 28.147 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu 50.000 tỷ đồng thì đã âm là hơn 11.000 tỷ đồng. Chi phí lãi vay thì luôn chiếm tới 85,7% cho đến 89% tổng chi phí tài chính của doanh nghiệp. Và theo lãnh đạo của một đơn vị xăng dầu thì nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn lỗ nhé. Thì do chi phí tài chính tức là vốn vay đắt là vay. Vay không phải đấy, người ta chuyển giá thì chính. Đây là một trong những cái chiêu bài chuyển giá, có nghĩa rằng là khi vốn vào thì vẫn phải trả nợ. Và ví dụ bình thường lãi suất bên nước ngoài theo đồng đô la Mỹ chỉ là khoảng 0,5 cho đến khoảng 3% là cao, thì có thể lên cao hơn nhiều. Là lỗ thì là do chi phí tài chính tức là vốn vay đắt vay. Thứ hai là do giá dầu thô đầu vào đắt bởi nhà đầu tư liên danh cấp đầu vào theo cam kết của chính phủ COWET, của COWET đó là một là Petroleum Corporation, là một liên danh sẽ bán dầu thô cho Nghi Sơn thông qua dự án Nghi Sơn PV. Lý do thứ ba là chi phí nhân sự lớn khi chi trả cho các chuyên gia nước ngoài rất cao và chi phí vận hành bảo dưỡng cao là khoảng 900 tỷ đồng mỗi năm, do khó tránh khỏi quản lý lỏng lẻo của nhiều liên danh rồi nhiều nước. Nghĩa rằng là chúng ta mặc dù là nước đào được dầu thô lên nhưng Nghi Sơn thì không tiêu thụ dầu thô của Việt Nam mà là tiêu thụ dầu thô của COWES và lại phải mua từ COWES, cho nên là chi phí nó lại cao. Cho nên là lỗ. Giáo sư Đặng Đình Đào, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển thì cho rằng việc bù lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng là hậu quả của thu hút đầu tư bằng mọi giá. Nhiều vấn đề không được tính toán kỹ đưa vào thương thảo ký kết và khi đã ký được các hợp đồng biên bản ghi nhớ thì rất khó xử lý. Câu chuyện bù giá ở dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng không phải là trường hợp cá biệt. Cũng nhiều dự án tương tự với những thỏa thuận khi ký với nhiều điều khoản bất lợi cho Việt Nam như là dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông hay giai đoạn 2 của dự án gang thép Thái Nguyên tức là TISCO 2. Và vừa rồi là một loạt người phải vào tù đấy. Và cần tính toán lại cẩn trọng hơn trong vấn đề thu hút đầu tư khi mà
hợp tác có những điều khoản bất lợi nhưng vẫn ký, đó là thể hiện cái sự yếu kém trong năng lực đánh giá, thẩm định, trách nhiệm của một số cá nhân, đơn vị khi đi thương thảo hợp đồng. Vấn đề dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn là bài học kinh nghiệm lớn cho các dự án tiếp theo. Các địa phương trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài tránh việc mất nhiều hơn trong khi ký kết các hợp tác đầu tư, ông Đặng Đình Đào. Và ưu đãi cho nhà đầu tư, tức là dọn tổ để đón đại bà, một câu rất hay, là việc làm cần thiết để thu hút đầu tư. Tuy nhiên, chính sách thu hút đầu tư bằng mọi giá đã và đang xuất hiện nhiều bất cập, lỗ hổng, gây thiệt hại cho nền kinh tế trong cam kết ưu đãi cho nhà đầu tư. Và ở đây là dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn thì Việt Nam thậm chí còn không được quyền sở hữu. Không được quyền sở hữu, không được quyền điều hành thì báo cáo với các bác rằng là chỉ có mỗi được quyền ý kiến thôi, không sở hữu, không điều hành. Vậy thì thưa các bác và mọi người, chúng ta làm gì có an ninh năng lượng, đúng không ạ? An ninh năng lượng là trong những cái trường hợp khẩn cấp, người ta có thể rằng là dùng những cái thứ đó để mà đảm bảo an ninh cho mình. Thì ở đây, đây là quyền sở hữu lại thuộc về CoWest với Nhật Bản. Còn chúng ta chỉ có 25,1%. Ý kiến của chúng ta chỉ là một trong những ý kiến tham khảo của họ. Báo cáo các bác như vậy. Và chúng ta tiếp tục có một cái bài thứ hai để các bác được viết vào ngày 16 tháng 7 năm 2021 và như thế này. Ngân sách thì đang làm giàu cho nhà đầu tư ngoại. Theo tính toán sơ bộ của vụ ngân sách nhà nước Bộ Tài chính thì nhà máy lọc dầu Nghi Sơn dự kiến vận hành từ cuối năm 2017 thì ngân sách nhà nước sẽ hụt thu, nghĩa là bình thường thu được nhưng sẽ bị hụt thu, nghĩa là khoản này không thu được. Sẽ bị hụt thu là 1.300 tỷ đồng. Và từ năm 2018 khi nhà máy này nâng dần công suất thì ngân sách nhà nước sẽ hụt thu là 10.929 tỷ đồng. Năm 2019 thì hụt thu là 10.600 tỷ đồng. Và năm 2020 là hụt thu tới 14.100 tỷ đồng. Đặc biệt là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN là doanh nghiệp tham gia góp vốn vào dự án sẽ phải bù lỗ cho nhà máy này hàng trăm triệu đô la Mỹ mỗi năm, chưa kể 3.830 tỷ đồng bỏ ra để hỗ trợ trực tiếp Nghi Sơn làm đê chắn sóng, đường nội bộ và hệ thống chiếu sáng. PVN thì đã nhiều lần kiến nghị với chính phủ để tháo gỡ khó khăn cái việc bao tiêu sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn, bởi đến nay vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Trong 10 năm kể từ khi nhà máy lọc dầu Nghi Sơn vận hành thì PVN có thể phải bỏ ra từ 1,5 cho đến 2 tỷ đô la để bù lỗ cho dự án. Ông Nguyễn Văn Thi thì đọc phóng này. Đánh giá về quá trình thu hút đầu tư dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn thì ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa thì cho rằng dự án được thực hiện trong thời điểm khó khăn khi kinh tế hạ tầng Việt Nam so với các nước trong khu vực còn yếu, trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực châu Á thì cũng đang nỗ lực thu hút đầu tư như Việt Nam nên tính chất cạnh tranh rất lớn. Chính phủ thì mong muốn có một dự án như lọc hóa dầu Nghi Sơn, do vậy chúng ta phải đưa ra những ưu đãi cạnh tranh với các nước, chính sách ưu việt thì mới thu hút được nhà đầu tư thực hiện dự án ở Việt Nam. Chúng ta phải chịu trách nhiệm bao tiêu 100% sản phẩm khi nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động. Đây là điều kiện thuộc thẩm quyền của chính phủ trong bản ghi nhớ với các tập đoàn tham gia đầu tư dự án. Đây là điều kiện được nhà đầu tư được đưa ra đàm phán với chính phủ để triển khai thực hiện dự án. Do đó, không thuộc trách nhiệm của tỉnh Thanh Hóa mà phải thuộc chính phủ. Các bác, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Ngành Trung ương đã có một số cuộc họp để bàn tháo gỡ khó khăn này, ông Nguyễn Văn Thi nói. Và ông nói rằng là cái này không thuộc về Thanh Hóa mà thuộc về chính phủ. Và trách nhiệm thì thuộc về ai? Một cái tiêu đề rất hay. Chính phủ và các bộ ngành tiến hành thảo luận, đàm phán với các nhà đầu tư để giảm thiểu thiệt hại thấp nhất cho ngân sách quốc gia. Song nhà đầu tư vẫn không nhượng bộ với lý do là các ưu đãi GGU đã được nhà đầu tư tính vào chi phí hiệu quả kinh doanh của dự án. GGU là thỏa thuận quốc tế nên chúng ta không thể nói là chúng ta không thực hiện. Số tiền được gọi là ưu đãi cho nhà đầu tư này sẽ được cấp trực tiếp từ ngân sách nhà nước hay gián tiếp thông qua Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thì đều là gánh nặng với ngân sách quốc gia, tức là tiền thuế của gần 100 triệu người dân hôm nay và mai sau. Đó là lời của báo cáo các bác, là lời của đại biểu Nguyễn Đình Chiểu. Bên cạnh đó thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét dự thảo nghị quyết về xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
khi thanh toán kiện khoản bù giá trong bao tiêu sản phẩm tại lọc hóa dầu này. Và theo ông Trương Thanh Đức, thì giám đốc công ty luật thì vân vân, thì ông đã nói những cam kết giữa chính phủ Việt Nam và nhà đầu tư tại dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn thì đã có văn bản ghi nhớ. Việt Nam đã cam kết quốc tế thì cũng không thể vi phạm những cam kết đó vì còn liên quan tới tín nhiệm quốc gia. Để giảm thiệt hại thì cần tạo điều kiện cho dự án phát triển kinh doanh hiệu quả nhằm giảm bớt cái gánh nặng. Thu hút đầu tư là cần thiết khi chúng ta không có kinh nghiệm, không có nguồn vốn, không có thị trường và gần như không có gì cả. Chúng ta phải chịu thiệt thòi. Tuy nhiên là khi chúng ta đã tương đối vững vàng trong giao dịch thương mại quốc tế thì doanh nghiệp Việt Nam phát triển thì ngay lập tức cần chấm dứt thu hút đầu tư nước ngoài bằng mọi giá với quá nhiều ưu tiên, ưu đãi. Và không chỉ bất lợi cho đất nước mà còn tạo ra cái môi trường cạnh tranh không lành mạnh, làm thua thiệt cho doanh nghiệp trong nước. Thật sự với các bác rằng là nếu như mà nhà đầu tư trong nước mà được làm những cái này thì có lẽ họ không cần được những ưu đãi kiểu GGU như thế. Và có vẻ như doanh nghiệp trong nước của chúng ta còn thua thiệt so với những doanh nghiệp nước ngoài khi mà như vậy. Và đánh giá cái phần trách nhiệm trong thẩm định các điều kiện thu hút đầu tư dẫn đến thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước thì ông Đức cho rằng có hai phần trách nhiệm cần được xem xét, thuộc về năng lực, nhận thức thì cũng cần phải xử lý nhưng ở mức độ vừa phải. Vấn đề liệu là có dàn xếp, móc nối, câu kết để ăn chia gây thiệt hại cho nhà nước, lợi ích nhóm, tư túi thì phải xem xét và xử lý rất nghiêm túc, nghiêm khắc. Nhà các bác, tôi nhắc lại chỗ này. Luật sư Trương Thanh Đức cho rằng có hai phần trách nhiệm cần được xem xét. Vấn đề thuộc về năng lực, nhận thức thì cũng phải xử lý nhưng ở mức độ vừa phải. Vấn đề liệu có dàn xếp, móc nối, câu kết, ăn chia để gây thiệt hại cho nhà nước, lợi ích nhóm, tư túi thì phải xem xét và xử lý rất nghiêm túc, rất nghiêm khắc. Nghiêm túc là như vậy. Tôi đọc khàn cả giọng. Và những thiệt hại từ nhà máy lọc gió dầu Nghi Sơn thì ông Triều đã nói rằng là phải chăng đây là gỗi, không phải là gỗ, là củi, mà đây là sắt, là thép, thậm chí kim cương, và cần có câu trả lời cho công khai trách nhiệm từ các cơ quan chức năng. Bù giá hàng tỷ đô la Mỹ nhưng năng lượng vẫn phụ thuộc. Để thu hút vốn đầu tư thì nhà đầu tư nước ngoài được mời gọi với nhiều chính sách ưu đãi, những tấm thảm đỏ được trải. Nhưng đến nay thì đã cho thấy quá nhiều bất cập, quá nhiều ưu đãi cho nhà đầu tư nước ngoài, thu hút đầu tư không mang lại hiệu quả mà trở thành gánh nặng, tổn thất cho ngân sách quốc gia. Không những vậy, để an ninh năng lượng, nguồn cung xăng dầu trong nước phụ thuộc vào một số liên danh nước ngoài thì thực sự có an toàn. Hiện nay, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn thì đang chiếm trên 30% sản lượng xăng dầu tiêu thụ của cả nước. Theo chuyên gia Ngô Chí Long thì khi thừa xăng dầu trong nước thì nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đề xuất hạn chế nhập khẩu. Nha các bác. Khi thị trường có biến động mạnh về nguồn cung, giá dầu lên thì liên doanh lại kêu khó khăn. Nguồn cung xăng dầu quá tập trung vào một số cơ sở thì sẽ bị chi phối và phụ thuộc. Như vậy đấy. Và trong liên doanh liên kết với các nhà đầu tư nước ngoài, những mặt hàng quan trọng ảnh hưởng tới an ninh năng lượng thì cần xem xét một cách thận trọng. Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn là một bài học. Các ưu đãi cho các nhà đầu tư nước ngoài thì cần được xem xét cẩn trọng, tránh những ưu đãi bất hợp lý trong ký kết các thỏa thuận liên kết. Chúng ta cũng cần đa dạng hơn nữa nguồn cung để không quá phụ thuộc vào một vài cơ sở, các phương án thích hợp cho những biến động nước ngoài để đảm bảo an ninh năng lượng này. Và ngày hôm nay, năm 2022, chúng ta đã thấy giá xăng như thế nào và Nghi Sơn như thế nào. Một lãnh đạo doanh nghiệp thì cho rằng trong liên doanh của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn thì việc cung cấp nguồn xăng dầu trong nước để đảm bảo an ninh năng lượng là ưu tiên số 1. Sau đó mới tính đến hiệu quả và lợi nhuận. Tuy nhiên, trong liên doanh mà vốn nội chỉ chiếm có 25,1% thì sẽ rất khó chi phối điều hành được liên doanh. Mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng thì sẽ khó thực hiện. Bên cạnh đó thì việc mà ký cam kết ưu đãi về bù giá, bao tiêu sản phẩm khiến cho việc quản trị doanh nghiệp cũng gặp khó. Khi liên doanh nhập nguyên liệu với giá nào thì vẫn có lãi, thì khi được bù giá, đó. Sản xuất bao nhiêu cũng được, bao tiêu thì công tác điều hành, quản lý sẽ ỷ lại vào cái điều này và không thể tính đến các trường hợp điều hành liên doanh nhập giá cao, sản xuất báo lỗ để hưởng ưu đãi. Tuy nhiên, việc cơ cấu lại quản trị chúng ta khó thực hiện khi chỉ chiếm có 25,1% vốn góp trong liên doanh. Đúng không ạ?
Như vậy thì các bác có thể thấy là giống như là cái dự án này bị nước ngoài chiếu tướng đó. Với những cái ưu đãi như thế thì họ bán sản xuất, tôi thích sản xuất được bao nhiêu thì các anh phải mua bấy nhiêu, làm gì được nhau, tôi thích sản xuất được bao nhiêu thì anh phải mua, không được cái kiểu đấy đó. Thế rồi là khi giá thế giới lên thì bắt đầu rằng là giá thấp xuống thì anh sẽ có đủ trò để anh mà kiếm lại, rồi anh sẽ báo lỗ để mà không phải nộp những cái phần còn lại, ví dụ như là kể cả 10% nhé, trong toàn bộ trọn đời doanh nghiệp nhé, 10% thuế thu nhập doanh nghiệp là chỉ bằng một nửa so với cả các công ty khác, thì 10% này là chúng ta lỗ thì làm sao mà thu được cả 10% này, đúng không ạ? Lãi thì mới thu được chứ, lỗ sao thu được, đúng không? Thế thì thích thì làm gì thì làm, rồi báo cáo cái dự án thật lớn và chuyển một phần tiền bằng các chi phí lãi vay, lãi vay nghĩa là phải thanh toán phí vay trả. Bình thường thì vay khoảng 1-2% một năm thì bây giờ là thành lãi vay thành khoảng 5-7%, có thể là nước ngoài người ta hợp tác với nhau, người ta vay kiểu như thế, và sau khi mà vay xong rồi thì bên ngân hàng đã chuyển trả lại nhanh cho những nhà đầu tư giấu mặt. Nhà đầu tư giấu mặt, tôi nhấn mạnh này, những nhà đầu tư giấu mặt đó. Thế thì họ làm những cái gọi rằng là làm xiếc hay là những cái thủ thuật như thế để chúng ta thu được cái số tiền ít nhất có thể, đó là họ dù làm xiếc. Thế nhưng mà chúng ta biết được thủ đoạn làm xiếc như vậy nhưng mà cũng không có cách nào ngăn cản được, đó bởi vì là chúng ta chỉ có 25,1% cổ phần, tóm lại là bị bao vây tứ phía, đúng không? Bây giờ làm thế nào theo các bác và mọi người, làm thế nào, đúng không? Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người, chúc các bác một buổi chiều tốt lành.